feels really good. With butternut and nugget. Let's see. Ngan nạp không đưa vào như này. Quang nó cũng gần gần. Sao ở quán nó ngon hẳn nên nó bán lên nhỉ? Nó ăn rơm rơ kiểu gì? Giá mới rẻ à? Được, nấu như chết lên mình thì lại bán không rẻ được. Để đợi vậy? Mình đi mang về cho hả? Nó để chỗ